Tiền đạo Hà Minh Tuấn là cái tên bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Chân sút của câu lạc bộ Quảng Nam đau bắp chân trong buổi tập chiều ngày 3 tháng 9. Sau khi xem xét chấn thương của Minh Tuấn, huấn luyện viên Park đã quyết định gạch tên chân sút đang có 7 bàn thắng tại V-League năm nay. Chiều nay ngày 4 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo dự buổi họp báo chính thức trước khi tuyển Việt Nam có buổi tập khớp tại sân Thammasat. Trả lời câu hỏi về ý nghĩa trận đấu tại King Cup, huấn luyện viên Park cho biết trận thắng 1-0 tại King Cup không có nhiều ý nghĩa. Trước đây, tuyển Việt Nam thường gặp bất lợi khi gặp Thái Lan, nhưng giờ thì không. Nhưng chiến thắng đó mang lại sự tự tin cho lứa cầu thủ hiện tại và tương lai. Giờ đây, Thái Lan là đối thủ vừa tầm với Việt Nam, không có gì phải ngại. Với câu hỏi về sức ép của trận đấu với chủ nhà vào ngày mai, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, với mỗi giải đấu, mỗi trận đấu đều có áp lực. Huống hồ, đây lại là vòng loại World Cup và phải chơi trên sân khách. Tôi đã làm việc ở nhiều giải đấu lớn, các đội tuyển Việt Nam từ U15, U18, U23 và bóng đá nữ đều thắng tuyển Thái Lan. Chủ nhà đã thua 2-3 trận và tôi biết họ chuẩn bị rất nhiều cho ngày mai. Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị bình tĩnh và tập trung nhất. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần đoàn kết và sẽ giành kết quả tốt, huấn luyện viên Park nhấn mạnh. Khi thấy phóng viên Thái Lan ồn ào cuối phòng họp báo, huấn luyện viên Park phản ứng căng thẳng. Đề nghị khi làm công tác phỏng vấn, các bạn nên trật tự để hiệu quả tốt hơn. Nếu ồn ào như vậy thì không phải là phép lịch sự. Nếu ai không muốn tham gia, người ấy có thể đi ra ngoài. Các bạn luôn yêu cầu chúng tôi phép lịch sự, nhưng các bạn cũng phải lịch sự lại chứ. Trả lời câu hỏi về việc có một số phóng viên Việt Nam chụp ảnh tuyển Thái Lan từ khách sạn, huấn luyện viên Park cho biết, phóng viên Việt Nam bỏ tiền thuê khách sạn, họ có thể nhìn sân tập của Thái Lan từ trên cao và có quyền tác nghiệp. Đây không phải là vấn đề gì to tát. Người Thái có thể chuyển sân tập. Tôi là huấn luyện viên trưởng và không thể can thiệp vào việc của các phóng viên. Chỉ vì vấn đề đó mà đẩy hết phóng viên Việt Nam từ tầng 2 xuống tầng 1 để không cho họ tác nghiệp thì quá là nhạy cảm, thầy Park nhấn mạnh. Trước đó, một số phóng viên Việt Nam đã chụp ảnh tuyển Thái Lan tập luyện từ một khách sạn gần sân tập. Điều đó đã khiến Hiệp hội bóng đá Thái Lan tức giận và phản ứng rất mạnh. Đích thân chủ tịch FAT cũng đã lên tiếng, cho rằng truyền thông của đội khách đã hành động như những gián điệp. Đánh giá về Chanathip, huấn luyện viên Park cho biết, Chanathip là một tài năng được đánh giá cao. Tôi đã thấy cậu ta đá ở Asian Cup. Thể hình không cao, nhưng cậu ấy chơi tốt cả hai chân, khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, phối hợp với đồng đội cũng tốt. Tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng Song Kasin rõ ràng là một cầu thủ chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác. Đội tuyển Việt Nam sẽ mặc áo đỏ, màu áo mà đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng Thái Lan 3 lần liên tiếp trong vòng 2 năm gần đây. Trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, hai trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng của hai đội đã thống nhất một số những quy định, trong đó quan trọng là việc lựa chọn màu áo thi đấu. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ mặc áo đỏ quần đỏ truyền thống, Thái Lan cũng sẽ mặc trang phục truyền thống của mình là áo và quần màu xanh tím than. Thực tế, màu áo đỏ từng giúp đội tuyển Việt Nam có được may mắn dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi gặp đội tuyển Thái Lan ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Cụ thể, với màu áo đỏ, U23 Việt Nam thắng 2-1 trước U23 Thái Lan mặc màu áo đen ở giải M150 Cup. Đó cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam chấm dứt 20 năm không thắng U23 Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Kế đến vòng loại U23 châu Á 2020, chủ nhà U23 Việt Nam với màu áo đỏ đã vùi dập U23 Thái Lan mặc màu áo xanh tím than tương tự như trận đấu sắp tới với tỷ số 4-0. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của một đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong lịch sử. Gần đây nhất là tại giải King Cup 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam mặc áo màu đỏ cũng đã thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan mặc áo màu vàng. Đây sẽ là cơ sở để Việt Nam có niềm tin và động lực trước cuộc đối đầu với một Thái Lan mạnh nhất khi có sự hiện diện của ngôi sao hay nhất Đông Nam Á, Chanathip Song Kasin. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ lần đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 9 trên sân Thammasat. Ông Akira Nishino sau những ngày cẩn trọng với truyền thông hai nước đã có những chia sẻ cụ thể trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Sau 2 tháng tiếp quản đội tuyển Thái Lan và 10 ngày chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Nishino có thể cho người hâm mộ Thái Lan thấy sự khác biệt khi tiếp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tối ngày 5 tháng 9. Phát biểu trong buổi họp báo chiều ngày 4 tháng 9, ông Akira Nishino cho biết, tôi rất vui khi được chọn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Thời gian khá ngắn
nhưng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ cho trận gặp Việt Nam vào ngày mai. 7 ngày chuẩn bị tuy hơi ít, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian nói chuyện với cầu thủ. Sikarok Tesunoen sẽ làm đội trưởng đội tuyển Thái Lan. Tôi thích cá tính và nhân cách của cậu ấy. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói thêm, quá trình chuẩn bị của chúng tôi kết thúc tốt đẹp. Tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đã chứng minh được khát khao thể hiện và xứng đáng đại diện cho bóng đá nước nhà. Ông Nishino cho biết. Thank you.